Dạ, em xin chào tất cả các anh cầu thủ đã quay trở lại với video mới của em. Ngày hôm nay em có phụ kiện Nhật Bản gửi đến các anh nha. Đó, như trước mắt các anh đã thấy ha, và em kèm theo đó là một cây cần ba khúc độ cứng BX cứng 33 phía sau cuối video luôn nha. Anh nào không có thời gian các anh có thể kéo sau video để các anh xem. Còn hôm nay sẽ có thêm những mẫu cần câu ISO khen lớn, cần câu giá bình dân để cho các anh chơi, có cần fib, cần carbon nè, có cần lục carbon luôn. Cần tay thì có 3m6 và 6m3 cứng 5H. Có ISO khen bé thì có hai cây ha. Và có cần lục dây trong và ISO dây trong và một cây lục 4m5 nha, thuộc mẫu cần câu rút. Rồi. Thì giá bên em báo vẫn vậy ha, chưa bao gồm phí ship. Các anh có đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình. Số của em là 0356776692. Đầu tiên em có cái này thanh lý cho các anh. Anh nào có nhu cầu lấy. Đây. Đây là cái gì? Đây là cước fluorocarbon nha, fluorocarbon. Đường kính của nó to lắm, anh nào có nhu cầu thì lấy ha. Số 30. Đường kính 0.910mm nha. 0. Tức có nghĩa là 0.91 đó các anh nha. Mỗi cuộn ở đây cho mình là 50m nha các anh. Em có một cuộn lẻ và ba cuộn này. Các anh lấy lẻ thì em sẽ cắt ra nha. Còn anh nào muốn lấy chặn ở đây nó có nè, nó đi liền với nhau luôn nè. Đó, nó đi liền với nhau luôn nha. Thì em bán cho các anh, lúc trước em bán 200.000 một cuộn lận, cũng là giá thanh lý rồi, nhưng mà hôm nay em để giá canh rất là tốt, 100.000 một cuộn ha. Anh nào lấy thì lấy ha. Đây là fluorocarbon nhé, thương hiệu Tô đây nha, 1.450 yên nè. Rồi, cho em mã số A nha, phụ kiện là mã A1, cuộn này A1, 100.000 một cuộn. Rồi sang A2, cái này còn tuyệt vời hơn nữa, lưỡi nhật rất là nhiều nha, số lượng nhiều lắm. Đây nữa nè, từ từ đợi em tí nha, hai loại lận ca. Cái loại này thì nó buộc sẵn luôn rồi, nhiều lắm em không đếm đâu, như này nè, thấy chưa, coi lưỡi kìa, đấy, từ từ to lắm ca. Ở đây là cái thẹo nó buộc sẵn luôn, nó buộc sẵn này. Đợi em đo nha, em lấy một cái ra đo thôi, đo cỡ này đi, đo cỡ này đi, bây giờ lấy Oliver không kịp rồi. 1, 2, 3, 4 cm cho chiều dài ha, 4 cm cho chiều dài nè. Cái miệng của nó khoảng 2 cm các anh, từ số 8 đến số 10 đi, đó khoảng 2 cm nha. Nè, lưỡi có ngạnh vào cái miệng của nó cong vào phía bên trong nha các anh. Ở đây nó có cái đuôi dẹp nè, nó buộc sẵn nè, một chùm như vậy nè, đấy, có thể tách lẻ ra nè ha. Rồi ok, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đây, số lượng nhiều luôn, rất là nhiều cái này, nhiều lắm các anh, em không đếm nổi luôn á, nhiều lắm, số lượng lớn lắm. Này, cái cục cỡ này nè, nó kẹt ở đây vậy ta, đó, nhiều lắm. Và cái lưỡi này ngon nha, em lấy một cái ra cho các anh xem. Nó cũ rồi, nó cũng có mấy cái nữa, nó hơi ố màu đen đen tí xíu, nhưng mà còn nhiều lắm nha. Số lượng nói chung là cái này ngon á, còn nhiều cái tương tự vậy lắm, số lượng nhiều. Đây, ở đây, đằng sau nó sẽ có một cái ngạnh nhỏ nhỏ để cho các anh buộc dây nha. Đây nè các, nó có cái ngạnh này ha, còn đầu của nó nè rất là nhọn luôn và có ngạnh luôn. Em sẽ đo chiều dài của nó nè, từ số 10 đây, rồi 5.5 cm hả, từ từ coi, 1 2 3 4, 4.5 cm nha, dài 4.5 cm. Còn đường kính của nó sẽ rơi tầm là hơn 1 cm nha các anh nha. Cái đường kính miệng của nó tầm khoảng 1.2.3 ha, 1.2.3. Rồi ok nha. Số lượng rất là nhiều, cái này chắc 200 cái á, hơn luôn á, nhiều lắm. Rồi, cái bộ này thì em để các anh mã số A2 nha. Anh nào có nhu cầu thì lấy. Em bán cho các anh chỉ có 120 thôi. Của Nhật nha. Mã A2 120.000 cho bịch này. Rồi sang mã A3 này. A3 gửi đến các anh phao gỗ. 20 chiếc phao gỗ, 20 chiếc nha. Đây phao gỗ tròn. Đấy, phao gỗ tròn, có lớn có nhỏ hết cho mình. 20 chiếc ở đây, ta xem. Xuyên tâm nha, mấy cục xuyên tâm này. Có cục này nó buộc bên ngoài nè, cục này buộc bên ngoài nè. Còn mấy phần còn lại là xuyên tâm nè nha, xuyên tâm. Rồi, ok nha, 20 chiếc phao gỗ nha. Bán giá 220. Mã số A3, 220.000. Rồi sang A4. A4 phao điện 24 5 cái.
ba cái lớn và một cái nhỏ. Phao điện nha, phao đèn đó ca. Đây, chiều dài đo luôn nè. Nè, cái nhỏ nhất thì nó dài khoảng 11,5. Còn cái dài ngắn nhất á, là 11,5. Còn cái dài nhất á, thì là gần 16 cm. Ba cái 16. Còn cái này là tầm khoảng 12. Hơn 12 ha. Ok, phao điện nha ca. Em bán 269.000 cho 5 chiếc. Cho em mã số A4, 269.000. Rồi sang A5 cũng là phao đèn nha, phao điện nè. Cái này là to và nó sẽ ngắn lại. Cái này đẹp nè, cái này đẹp nè ca. Cái này giống cái phi tiêu nè. Cái này thì khoảng 14,5. Cái này 10 cm. Cái này nhỏ hơn, cái này 8 cm. Cái này cũng gần 8 cm. Còn cái này khoảng 12. Cái này khoảng 10 ha. Nó to ca. To nha. Cái này đánh lăn xe mà câu đêm ngon nè ha. Tại mấy cái mồi đó đó. Rồi, giá bán 269.000 năm chiếc luôn. Cho em mã số A5. A5 nha. 269.000. Sang A6 nè. Phao này là phao ISO nè. Nhớ cái dạng có nhỏ có lớn ca. Có nhỏ có lớn ha. Cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cái. Có nhỏ có lớn ca. Lớn nhất thì nó dài lắm. Lớn nhất dài lắm. Khoảng 20 cm luôn. Còn mấy cái nhỏ thì nó khoảng mười mấy ha. Đó. Rồi cái này bán rẻ thôi. Cái này bán 99.000. Rồi cho em mã số A6. 99.000 nha. Sang A7. Một bia và một cước. Một cuộn cước đường kính 0.285 của thương hiệu Sunlight Made in Japan. Cũng còn. Cái này 100m thì nó còn tầm 50m. Cước nha. Tu Nam Bình. 0.285. Tầm cước số 3 nha. Ở đây là dù bia nha các. Dù bia. Dù số 5. 200m. Ở đây nó cũng đã dùng rồi. Thì nó chắc còn tầm 100 hoặc 150 gì đó. Dù 7 màu nha. Số 5 lận các. Đây nè. Made in Japan nha. Dù to số 5. Rồi để giá các anh hai cuộn này với giá là 186.000 nha. Trước thì em bán cái dù này thì sẽ có nếu mà lẻ là 200 á. Rồi cho em mã A7. 186. 186k. Sang A8. Phụ kiện linh tinh ha. Phụ kiện Nhật linh tinh nè. Em có một cái phao dài cho mình nè. Phao dài to luôn. Đấy. Ở trên là cục kim, cục chì, dạng cục chì á ha. Rồi, phụ kiện linh tinh. Mã A8. Có một cái túi. Này gọi là cái gì đây nhờ? Ở dưới đây là sắt nhưng mà... cái túi sắt kìa. Một dạng túi sắt mà đựng phụ kiện thôi. Còn đây có một cái ngăn nữa. Rồi, quan trọng là cái thẹo nha. Thẹo câu. Thì em có một cái này để cho cái anh xúc mồi à. Để xúc mồi đổ vô cái xạ mồi. Đó, xúc mồi đổ vô xạ mồi là cái này. Cái đó là 350 yên nè. Còn cái thẹo này câu lóc à. Thẹo này làm câu lóc được nè ha. Lưỡi to câu lóc được. 520 yên nè. Cái này là một cái dây buộc để đi câu biển rồi nha. Dây này dây cao su chống sóc rồi, câu biển. Thẹo ON, đây, thẹo câu bóng đục nè, các anh. ON, thẹo câu bóng đục nha, số 10. Nè, nó có hai ngạnh phía sau luôn. Đầu nó có một ngạnh nữa là ba ngạnh cho cái thẹo này ha. Ok. Câu bóng đục. Nè, câu bóng đục nha. 160 yên. Này, câu cá gì đây? Cá tráp à? Hai thẹo. Này, câu cá rô giết. Câu rô giết, câu chép, rô phi được nè. Thẹo buộc sẵn đó các anh. Này là cái dây. Dây thẹo buộc khó lên hai đầu. Này câu rô giết luôn. Rồi. Phụ kiện này là 286.000 ra. Kèm theo một cục phao ha. Cho em mã A8 286. Rồi cho em xin phép lên cần câu nha. Rồi tiếp theo nha. Em gửi đến các anh một mẫu cần
Phíp hàng ngon nha, về câu đơn ngâm đăng xe đều được hết á. Cái mẫu này mẫu ngắn ra nè. Này mẫu bản đời cũ của Nhật nha. Em mời các anh xem nè. Cái lóng nó dài như vậy. Và cái này thuộc hãng Olympic nha. Olympic ca. Phôi Phíp nha. Phíp Nhật cho mình. Và chiều dài em sẽ báo. Dài là 2m7. Có góc nhẹ, dễ cầm lắm các anh, nó nhỏ lắm. Góc này nó nhỏ xíu à. Có tay cầm gỗ thì nó to tí nè ha. Cái này có thể tháo ra nha, có thể tháo ra nếu mà không thích. Đây là bát vặn của cần. Còn vàng khoen đây, em mời các anh xem. À, khoen còn sứ ngon lành luôn. Cần cũ mà nha, khoen sứ ngon lành. Không bị lỗi lầm, không bị reset, thoải mái luôn. Khoen cái là khoen gập nữa. Đấy. Cái cần có chiều dài 2m7. Ngọn đây, to đẹp luôn nha. Cuốn chị vô để bảo vệ nè, bảo vệ cái phần chân nè. Ngọn to lắm. Này anh về câu ngâm lăn xê đánh ngon. Này ba lóng. Rất cứng. Ôi cái này rất cứng cả. Cái này phải gọi là bao nhiêu nhỉ? Này em sẽ tính theo cần câu ISO đi nha, nó cứng trên 30 đi nha. Đấy. Cho các anh về câu đơn ngâm lăn xê được. Tại mồi tại chì to được nha các anh. Cái này ngọn em đo là 4.4 ly, còn trọng lượng là 469 g. Em đề giá các anh cây này là 220 nha. Đấy, bán đề cho các anh về dùng. Một cây cần 2m7. Cho em mã số 9. À, mã số mã cần câu là về trở về mã số B1 đi nha, mã cần B1. Giá bán 220.000. Rồi sang B2. B2 em gửi đến các anh một cây Olympic nữa ha. Đây Olympic nè. Chiều dài cái này là 3m3 nha. Ở đây người ta dùng thì người ta có cuốn hết băng keo vào phần này luôn. Đó, ngon lành. Ở bên trong thì nó chống xước cho mình rồi. Bởi vì băng keo thì nó bên ngoài nó bảo vệ ha. Nó cuốn hết xuống đây luôn các. Cái cần này còn tem nè ha. Bát Fuji. Khoen cần là Fuji luôn các. Đó. Nguyên vẹn luôn nha. Cái này là cái lớp bảo vệ bên ngoài. Nè. Cái sứ nó rất là trắng đẹp. Về câu đơn ngâm lăn xê luôn nha các anh nha. Cái chân này chỉnh lại một tí là được. Em sẽ chỉnh lại cho. Cái này em bán giá rẻ cho các anh về chơi. Hàng thì không lỗi lầm ha. Khoen cái của nó này nó gọn gàng lắm các anh. Bởi vì nó dòng khoen cái, khoen nhỏ. Tổng có 3 lóng luôn. Và cứng cũng là 30 luôn nha. Mấy cái này về đánh cá nhỏ, cá to thoải mái các anh. Cái nhỏ thì mình canh đưa nó lên bờ được luôn. Còn cái mấy cái này. Cái này có trọng lượng là 538 g các anh. Đường kính ngọn cần sẽ là 2.8 ly ạ. Mã B2 em bán là 220 luôn. B2 220. Rồi tiếp theo mã B3 em gửi đến cái một cặp mini cho các anh về chơi nha. Dễ thương luôn. Đi kèm cho mình hai cái bát gặp Fuji FS6 luôn nè ca. Đấy, bát Nhật luôn đấy. Ngon chưa? Hai cái này dài đồng 2m1 nha. Dài 2m1. Một cây đến từ thương hiệu Kinh Tông nè. Có tem nè. Đấy. Nhỏ gọn, dễ cầm, dễ chơi. Ha. Vàng khoen là sáng đẹp hết. Tổng cộng là có 3 lóng cho mình nha. Đấy, ngon lành, đẹp đẽ. Cứng tầm khoảng 20, 15-20 cho mình. Đó. Cây màu xanh ngọn 2.6, trọng lượng là 126g thôi. Còn cây màu đen đi. À, ngọn 2.8, trọng lượng là 126g luôn. Thấy cái này lóng ngắn các anh. Em sẽ đo thu gọn của nó cho các anh biết. Khoảng 80cm thôi nha. Trên dưới 80cm. Gọn gàng, dễ cầm, dễ chơi. Rồi giá bán 250 một cặp. Mã B3 250.000 nha. Còn đẹp nữa. Sang B4 em có một cặp tương tự nhau. Và có hai khổ khác nhau ha. Hai cần này nó có chất liệu carbon nha các anh nha. Nè. Rồi một cây 2m7, một cây 3m ạ. Có tên thương hiệu là giống nhau. Tay cầm cán mút. Bát máy câu là bát vặn ha, còn vàng khoen là vàng khoen hàng của cần. Đó, một cây khoen còn sáng, một cây còn khoen thì nó hơi bụi bụi ha, hơi bặn tí xíu, nhưng mà hàng không lỗi, em bán cho các anh là hàng không lỗi.
bên trên hai khoen chạy nè. Hai này, hai cái này thì nó cùng cứng tầm 15 20 thôi. Cho các anh câu giải trí ha. 15. Không cứng cũng không có dịu quá nha các anh nha. Rồi một cây ngọn 2.3, một cây ngọn 1.9, trọng lượng thì sắp xỉ nhau, 183 và 196. Đó, tầm là dưới 2 lạng thôi nha. Em để giá các anh 250 luôn ạ. À, bán một cặp 250, tính ra rất là rẻ ha. Một cây rất là rẻ, có hơn 100.000 thôi. Cho em mã B4, em bán 250k. Rồi sang B5 em gửi đến các một mẫu cần carbon nha. Đây là mẫu carbon. Có chiều dài 4m5, độ cứng 30 luôn các anh. Một cây chain cutter này. Góc của cần là khoảng 30 nha. Đó, em cho 30 đi. 29.6. Một cây cần carbon của thương hiệu Pro Marine nha. Dàn khoen cần là khoen hạng các anh. Nó sẽ hơi rì rì một tí xíu ở bên trong phần này ha. Còn tất cả ok hết. Sứ này vẫn còn nguyên. Hai khoen chạy bên trên. Này cần bình dân thôi ha. Kiểu ngon bộ đẻ đó cho các anh. Nước sơn đẹp nè, không xước nè, ngon lành, rất sáng. Đấy, cứng 30 thì nó ghi thông số trên cần rồi. Các anh cứ việc như vậy về chơi thôi. Đây. Góc nó to ha, ai nào tay to thì dùng. Cái này trọng lượng là 519 g nha. Năm là nửa ký các anh. Cái này 519 g. Ngọn của nó là 3 ly. Em để giá các anh cây này là 390.000 ạ. Mã số B5 nha, 390. Em sang B6 là một cây màu đỏ nè, cũng sáng nè. Cái đỏ này là một cây hai quay tỳ rốt nha, một cây dòng carbon luôn. Dài là 39. Có cái bát này là bằng bát số 6 nha các anh nha, bát hạng. Được đấy, ok, có thể gắn máy khoảng 1.000 cho đến tặng là 5.000 cũng được, 4-5.000. Này khoen của nó nguyên bản nha, khoen này cứng cáp các anh, thấy cái chân không? Nó rất là dày dày ạ. Rồi, bên trên là hai khoen chạy nè, ngọn khá to nè, cái này chắc độ cứng cao nha. Cũng có xước, nó do nó dính bụi đồ á, nó làm xước ở đây. Đó, dính bụi dính đất cái nó kéo xuống nó xước ở đây. Nó xước thôi nha các anh nha, không bị dập gãy nha. Đây cũng có xước nè. Còn nước sơn còn lại thì nó bóng. Đấy, còn bóng nha, còn đẹp. Cái này cứng cũng khoảng tầm đó các anh. 39, độ cứng 25-30. Trọng lượng là 391 g nha. 391, còn ngọn của nó là 3.3 ly. Mã B6 em để giá là 430. Cần carbon các anh. B6 430.000. Rồi sang B7 nè, em có một cây cần phíp à các anh, phíp nâu Nhật nha. Cái cần này dài 36, cũng về câu đơn ngâm đăng C luôn. Đến từ hãng Shimazaki. Đi kèm cho mình bát Fuji Nhật nha. Đây bát số 7, bát Fuji Nhật. Dàn khoen hạng, sáng đẹp nha. Còn phôi thì ngon lành rồi, không bị lỗi, nước sơn đẹp. Đây là phôi phíp Nhật về canh câu giải trí, đơn ngâm đăng C. Độ cứng tầm khoảng 20, 36-20. Có ngọn 3 ly, trọng lượng 327 g. Mã B7, giá là 250. Cái này B7 250.000, dài 36 nha. Sang B8 này, một cây dài hơn nè. Cây cần dài 4m5 luôn các anh. Đó, của thương hiệu OGK nha. Nó có tỷ lệ carbon bên trong cây này. Cây này carbon pha phíp. Đế của nó thì em sẽ kỳ tìm cái nắp nào em đậy ra vào ha, nó mắc cái đế rồi. Thì cái này đi kèm cho mình bát còn đẹp nè, keo chị nè. Đây là bát số 7 ha, bát hạng. Còn dàn khoen đây. Hơi ố vàng vàng tí xíu nha, bằng chân nó vàng vàng, nhưng mà các anh xem không cây nào bị dập gãy hết ha. Đó, 4m5 cây này về câu đơn câu ngâm giải trí nè. Câu lăng C thì nó hơi mềm. Câu đơn câu ngâm được nha. Này em cho độ cứng của nó thì nó khoảng 15-20 đi. Đó. Còn nếu mà với độ cứng cần ISO chiều dài cao thì khoảng cứng 3 nha. Cứng 3.
ngọn 2.7 trọng lượng 443g, cây này em để giá canh 230.000. Mã B8 230. Rồi sang B9 nè, em có một cây cần câu dài của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Cây cần này là carbon và độ mới còn rất là đẹp. Đi kèm cho mình khoen bát Fuji luôn nha. Khoen Fuji sứ xanh lam đó, em thường gọi là sứ xám á nha. Bát vặn Fuji DBS nè. Cần này đẹp ca. Vừa có thể câu đơn ngâm lăng xê và vừa câu lưu được. Cái này chiều dài là 3m3 nha. Tổng cộng có 4 lóng. Đây sáng đẹp nè ca. Phôi sẵn luôn nha. Nước sơn chủ đạo là màu kem. Khoen cái là khoen chạy nè. Ở đây nó đóng semi chống nổ bên trên đầu lóng. Đó, người ta thiết kế mà ha. Người ta thiết kế mình không có cãi được. Cái này độ cứng khoảng 20 nha các anh. Cần carbon ạ. Carbon thì nó nhẹ hơn và nó cứng cáp hơn ha. Da cần nó cứng hơn. Cái này ngọn 2.6 trọng lượng 274g. Giá là 750. Mã B9 750.000 nha. Đánh sông hồ, đơn ngâm lăng xê và có thể câu lu nha. Rồi sang B10 nè. Hai cây. Hai cây này cũng tự tự cây kia á, cũng kiểu câu lu lu cũng được nha. Nhiều khi các anh nậu hứng cho anh đi câu lưu cũng được. Hai cây này nó kiểu nó giống nhau các anh ạ. Em lên hai cây giống nhau luôn. Nó chung một trụ lận. Nè, nó làm như vậy nè. Chung một trụ lận. Thì hai cái hãng khác nhau tí xíu thôi. Một cây Hit Advent, một cây CS Ven. Cần carbon luôn ha. Lên cây này trước nè. Đi kèm cho mình bát vặn Fuji, dàn khoen Fuji luôn nha. Hai khoen chạy bên trên. Đẹp, phôi nó bên trong đẹp á các anh. Bên ngoài xấu chứ bên trong nó sáng. Ở đây là do cái màu bóng á, lớp 2K á, nó nổi thôi. Nó do ảnh hưởng tự nhiên á, nóng lạnh thì nó nổi. Độ cứng 15-20 nha. Tầm 15-20. Câu đơn câu ngâm. Ngọn 2.3 trọng lượng 299g. Cái này em để giá cái 590. Cho em mã số... B10 590.000. Sang B11 nè. Hit Advent. Đó, cũng là dài 3m6 luôn nha các anh nha. Có dàn khoen bát Fuji. Cũng giống nhau nè, giống cây kia luôn. Độ cứng cũng vậy luôn, độ cứng 15-20. Chiều dài 3m6 nha. Cái này vẫn còn tem vàng nè. Em đề giá các anh cũng vậy luôn nha, 590k. Ngọn 2.5 trọng lượng 294g. Mã số B11 590.000. Em sang B12. B12 gửi đến các anh một cây cần sup ạ, sup power ha. Cái cần này thì dài là 4m2 các anh. Có khuyên cái là khuyên gập. Một cây lục phíp á, lục phíp nha. Đai qua dài 4m2. Ngoại hình cũng có sơ sước như vậy. Không đáng kể đâu. Bát đẹp nè các. Đây là bát Fuji ha. Fuji FS7 đó. Bát đời cũ quá các. Muốn biết chữ Fuji các anh gạt cái này lên. Đây. Bên trên hai khoen chạy. Khoen là đẹp ạ. À. Cái 4m2 này có cho mình là 5 lóng các. Không lỗi lầm. Cứng khoảng 20-25. Các anh câu ngâm đánh lăng xê nha. Nếu mà anh nào đánh lục thì các anh đánh gần bờ giúp em. Này không phải là càng có giá trị cao. Càng giá trị cao mới đánh xa bờ được. Cái này ngọn 2.8 trọng lượng là 621g. Giá là 320. Đai qua càng câu phíp nha. Phíp Nhật. Cho em mã B12 320.000. Rồi sang B13 sẽ là cần carbon. Em gửi đến cái một cây sup quay tì carbon. Chiều dài 39, cần nhật nha. Phôi carbon thì gốc nó nhỏ hơn, nó dễ cầm hơn. Cần này về câu ngâm lăng xê, đánh lục. Đơn ngâm lăng xê đánh lục. Khoen Fuji hết ạ. Bên trên là hai khoen chạy nha. Nước sơn của cần nó sơn màu trắng bên trên ngọn. Không lỗi nha.
cần nó câu thì nó cụ thôi các anh. Em chỉ đảm bảo cho các anh là chất lượng. Cây 39 này cứng 25. Ồ, được được 25 27 nha các anh. Độ cứng cáp tốt, da cần rất là thẳng. Và trọng lượng nhẹ. Cần lục carbon 39 ngọn 2.4, trọng lượng 360g. Cần này em bán giá 650.000. Mã B13 650 ha. Rồi sang B14 nè, em gửi đến cái một cây 39 nữa. Cây này dòng SVR ha. SVR, cái này hàng rẻ bởi vì sở hữu cho mình khuyên bát hạng, em để giá thấp nhất có thể cho các anh dùng luôn. Đấy, cho nó bay nhanh luôn. Cái này của thương hiệu OGK nha. Hàng China xuất thị trường Nhật. Đây là một cây càng carbon. Khuyên bát full, khuyên bát hạng ha. Bát vẫn còn nguyên, không có tháo rời á. Khuyên đây. Đây, về cứ câu thôi ha. Anh nào biết vệ sinh cái này thì các anh về chùi lại giúp em. Nước sơn của nó là màu hồng phấn đó các anh. Nè, phôi còn đẹp đó, nước sơn bên trong là đẹp. Nè, sáng sủa ghê nè, bóng sáng luôn nè. Nè. Đấy, đẹp chưa? Cái màu này nó rất là nam tính luôn đó các anh. Càng dài 39 nha. Cứng khoảng được rồi, cho 25 đi. Cứng khoảng 25 cho các anh đánh. Đánh lục thì đánh đầu cần thôi. Còn đánh lăng xê thì tha hồ mà câu luôn. Cái này ngọn 2.4, trọng lượng 354g, giá sale 390k. Anh nào nhanh tay lấy cái này, ngon lành, ngon bộ rẻ. Cho em mã B14, 390. Sang B15 em gửi đến cái một cây dài 4m2, độ cứng 25 ha. Hơi chói, cái ánh đèn nó hơi chói cả, không có đèn thì nó không có sáng được. Đấy. Một cây Procast, một cái hạng rất là độc lạ nha, hạng Midcat. Góc nó dễ cầm lắm các anh. Bây giờ đang dài nha. Bát gặp Fuji FS7 ha. Fuji FS7. Ở đây thì em sẽ gia cố thêm keo, em chích một cái keo một tí xíu vào đây ha. Keo AB chích vào đây để cho nó cố định lại. Dàn khuyên cây này Fuji hết nè, sáng nè, đẹp nè. Ngọn to nè. 4m2 cứng 25. Ngọn to này các anh ra đánh bạc bãi biển được đấy. Ok đấy, vẫn còn nguyên vẹn như vậy nè. Các anh về các anh câu. Cái này nó làm cái phôi á, nó thon giống như mấy cây Nissin gì đó. Ở đây thì nó có chốc nước sơn nhẹ nhẹ nha các anh nha, phần này nè. Đó, nó như vậy. Rồi. Cái này ngọn là 3 ly, trọng lượng 390g, giá 830, mà B15 830k. Rồi sang B16, em có cần 4m2 nữa các anh, một cái cần Nhật trên lên G này, 4m2 nha. Keo hơi khô, hơi rạn, nhưng mà vẫn còn nguyên, chưa bị lở ha. Đi kèm cho mình bát cặp Fuji chữ vàng luôn các anh, bát số 7. Đó, nó đã câu qua, nó có xước thì nó có lờn ở đây. Nó mòn ở đây. Đó. Kiểu này. Phôi nè. Đấy, cần sao là em quay vậy cho các anh luôn à. Ở đâu sức nhiều em quay chậm chậm cho. Ở đâu đẹp thì em lướt nhanh lắm. Đỡ tốn thời gian nó quay nhiều video các anh ạ. Mỗi ngày lên máy quay mấy cái này mà nói chuyện là khang hồng luôn á. Ở đây nó cũng có xước nè. Nè, cũng có xước nè. Đây lóng thứ hai ha. Xước sơ xài cho mình. Đây nó chống cần nhiều, nó xước, xước nhiều bên dưới nè, mặt trên là không có nha. Đó, nó khác biệt hoàn toàn ha. Này thằng này nó câu xấu quá. Cây 4m2 này độ cứng trên 25 nha. Ngọn cần 2.5 ly, trọng lượng 389g, giá 630. Mã B16 630.000. Sang B17, cây này cũng đẹp nè, nước sơn còn đẹp nè. Thuộc hãng Wit nha các anh, thương hiệu Wit. Chiều dài 39, độ cứng 25 nè, những cái chữ Nhật nè, dòng chữ Nhật hết nha. Nước sơn là nó bóng sáng kiểu này. Còn ngoại hình cần thì nó đã qua sử dụng thì nó cũng có xước.
Ở đây cái đống semi chống nổ của nó thì nó màu nó vàng vàng như vậy ha, nhưng mà không bị lỗi nha, vẫn còn nguyên vẹn. Vàng khoen là Fuji còn đẹp nè. Cái này dài 3m9, độ cứng 25, có ngọn là màu trắng, ngọn carbon đó các anh. Đấy. Rồi, ngọn trần em đo là 2.4, trọng lượng là 454g. Em để các anh cây này giá là 600, cho em mã B17 600.000. Sang B18, em có cần câu tay 3m6 hàng carbon dạ băng trúc này, hàng Nhật nha. Cái này em mới về được cái dòng được bo dây may chỗ này. Tay cầm cuốn chì nè, đế kim loại, đế có thể buộc bảo hiểm thoát nước đầy đủ và có rãnh ABS luôn. Cái này dạ trúc nha. Chiều dài 3m6, độ cứng cần là 5H và hàng đẹp nha các anh. Tổng là có 4 lóng cho mình thôi. Về câu đơn đài, tự nhiên, dịch vụ đều được. Thuộc mẫu lóng dài nha. Đấy, dạ một cây trúc rất là đẹp. Đa cần thẳng. Cứng tầm khoảng 4-5H cây này. Rồi, cần này thì trọng lượng là 99g nha các anh nha. Đường kính ngọn là khoảng 1.4 ly đó. Em bán giá 550.000 nha. Cho em mã B18 550k. Sang B19 là gửi đến các anh một cây 6m3, độ cứng 5H, hàng Korea xuất thị trường Nhật. Đây, có mã code tem vàng nha. Cái này là một cây Hedabuna. Bên dưới đế thì nó có thể buộc bảo hiểm nè, lỗ thoát nước thoải mái. Cái này mẫu lóng dài, thu gọn là 1m2. Đa cần rất là thẳng, cứng là 5H. Đường kính ngọn em đo là 1.3 ly chỗ này. Cái này các anh câu đơn đài, dịch vụ tự nhiên đều được. Đi câu dịch vụ tha hồ ha. Dịch vụ cá lớn khoảng 3-5kg và trên dưới 10kg. Câu được ha, dòng thoải mái. Cái này nói chung là tùy thuộc vào kỹ năng mọi người thôi. Câu dọ thì mình đánh cá to, dòng tốt. Cái này ra cần rất thẳng nha các anh. Trọng lượng của nó em cân là 220g. Giá bán 1.050.000. Mã B19 1050. Sang B20 em có một cây này. Cái màu của nó mờ mờ thôi, nhưng mà đây là một cây giá trị cao. Em sẽ để giá tốt cho các anh xem. Cái cần này là một cây thương hiệu Daiwa. Một cây capo, cross capo đây. Có chiều dài 5m3, độ cứng 2. Đấy, có tem vàng đây nè. Sản xuất là tại Đài Loan nha. Nó in ở đây nè các anh. Đi kèm cho mình bát vặn, nó luồn vào phôi luôn. Bởi vì cái nước sơn nó hơi mờ, nó cũ theo thời gian á các anh. Hiện tại nó không có được sáng ha. Phôi xoắn ít ạ. Vàng khoen là Fuji hết nha. Đó, tới cả khoen thì nó cũng mờ mờ theo thời gian luôn. Cái này thì hiện tại nó có 3 khuyên chạy bên trên luôn nha. Và cái ngọn của nó còn đẹp nè các anh. Nước sơn ngọn thì nó còn bóng nè, sáng nè. Bên trong này là cái tình trạng lớp bóng á, lớp đó đó, nói chung là lớp bóng đi, lớp bóng thì nó nổi. Lớp phủ bóng nó nổi. Để lâu ngày nó nổi, các anh có thể là dùng ngón tay canh cạo nó ra, nó giống như một con rắn lột da vậy ha. Còn bên dưới nè, cái phôi nó xoắn ít nè các anh. Đấy, bạn là phôi nguyên vẹn của cái cần luôn nha. Đấy. Đây là dòng ISO khen bế, các anh có thể câu đơn đài trợ máy và hạ làm cần câu tay nha. 5m3 cứng 2. Ngọn cần 1.5 ly, trọng lượng 226g. Em bán giá các anh là 550. Mã B20 550.000. Sang B21 là một cái cần rất là đẹp rồi. Đây là một cây Shimano Holiday ISO nha. Sản xuất là tại China xuất Nhật. Mã code nó đây, mã code số rất đẹp. 22235. Có tem vàng đây. Cái này dài 5m3, độ cứng 3, đi kèm cho mình bát cặp Fuji. Vàng khoen Fuji luôn. Đế còn rất là nguyên vẹn nha. Sáng, cái này độ mới cao các anh, độ mới cái này là 90%. Đây, vàng khoen sáng đẹp hết, bóng sáng luôn nha. 5m3 cứng 3. 3 khoen chạy bên trên,
và nó có định vị lóng bên dưới luôn. Đây, sẽ có hai định vị lóng nha, một cái nè, cái này nữa, cái này nó có khuyên chạy á, nó sẽ có định vị lóng đây nè, hai cái nè ha. Đó, sáng đẹp hết các anh ạ, phôi nó sáng đẹp hết. Cái này đường kính ngọn em đo là 1.6, trọng lượng 291g, giá là 1.250.000. Mã B21 nha, 1.250.000. Sang B22, em có một cây 4m5 cứng 25. Đây là một mẫu cần súp nha. Đi kèm cho mình dàn khoen Fuji, loại xứ xám, đầu bu Fuji, loại xứ xích. Cần đã qua sử dụng nha. Rồi, cái này là một dòng thương hiệu Olympic. Ở đây nó có xước nè, vết xước nè. Đây cũng vậy nè, vết xước nó cạ cạ nè. Đấy ha, đó. Còn bên dưới nè, đây dòng đời cao rồi. Một cây 4m5 LS, cứng 25, có tem vàng, nội địa Nhật Bản. Bát gập Fuji chữ vàng ha, 4m5 cứng 25, đầu bu Fuji loại xứ xích các. Hai khoen chạy, có định vị khoen nè các anh. Chỗ này nó làm nhám nè, định vị khoen nha. Đây nữa, ở đây lóng thứ hai, cái khoen này không có cố định tại đây mà nó chạy xuống. Thì ở đây có đóng semi chống nổ và định vị khoen ở đây. Trời ơi, nó chạy xuống đây luôn. Cái này chắc nó thay cái khoen khác cái gì đó, kệ nó đi ha. Đó, quan trọng là phôi không lỗi lầm là được. Cũng còn khá đẹp, ra rất là thẳng, cứng 25. Đây là hàng tốt nha, cái độ cứng 25 nó so với những cây bình thường thì nó cứng hơn nha. Ngọn là 2.9 ly, trọng lượng 382g, em bán là 1.650.000. Mã B22, 1.650.000. Sang B23 em gửi đến cái một cây ISO dây trong nha. Cái này đi kèm túi vải nắp chụp luôn. Đây là một cây thương hiệu Daiwa. Đó, một cây Daiwa nha, hàng made in Japan. Có mã code tem vàng. Chiều dài cái này là 5m2, độ cứng 4, đến từ dòng Daiwa Emblem nha. Daiwa Emblem ISO. Một cần dây trong, luồng dây trong, chế độ zoom. Đó. Và zoom bên trên này nè. Rồi zoom bên dưới này nữa nè. Đây nó zoom là 5m và 5m2, canh kéo ra, canh rút xuống. Siết lại là nó sẽ cứng nha. Ngược, quay ngược lại, đẩy lên, siết lại. Đây nè. Đó, đế nó còn nguyên nè các anh. Lỗ thoát nước có luôn ha. Đó, ngoại hình cũng khá ok ha, nó cũng có vài điểm xước nhỏ nhỏ thôi, không có ảnh hưởng gì nhiều. Zoom nó ở trong đây. Đó, zoom ngắn zoom dài ha. Nắp chụp zin Daiwa nha, đây là nắp Daiwa. Đầu bu ngon lành, nguyên vẹn, xứ là xứ xích, môi trề chống xoắn dây. Cái này độ cứng 4 ca. Độ cứng cao á nha. Ra cần là bao thẳng cho các anh luôn và lực nha. Ở đây xì xước nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ thôi. Thì cái này độ mới của nó khoảng 85 đi nha. Ngọn càng 3.8, trọng lượng 414g. Mã B23, giá 1.500.000. Rồi sang B24 nha, em có một cây cần 2 khúc, à 3 khúc à, 3 khúc Olympic Amazon. Chiều dài là 39, độ cứng khoảng 25 nha. Cái này 3 khúc, hàng cũ. Bát đồng, bát Fuji nè, khoen của nó là khoen gập, tất cả khoen gập hết. Tổng là có 4 khoen thôi. 3 khoen gập và một cái alo nha. Olympic. Đó. Đóng semi chống nổ này, nó cuốn này dạng đồng nè ha, nó đóng logo nè, à, đóng hoa văn nè ha. Cái này 39 cứng 25. Ngọn cần là 3.4 ly, trọng lượng 543g, giá là 1.550.000. Mã B24, 1.550.
Sang B25 gửi đến các anh một mẫu cần Shimano Sub-Leader bản đời cũ. Và bản này là bản tốt, phôi xoắn ít nội găng hết. Đây, Shimano Sub-Leader. Chiều dài 4m25, độ cứng EX, cây này độ cứng 25. Tổng là 4 lóng, thu gọn cần là 118,5cm, có ghi sẵn nha. Đế vẫn còn nguyên nè, có tem vàng nè. Nước sơn thì còn bóng nha, cái phôi này ngon lành các. Bắt gặp Fuji chữ vàng, còn nguyên vẹn, chưa tháo rời luôn nha. Đây là zin. Đi kèm cho mình vàng khoen Fuji loại xứ xích. Đã qua sử dụng có như nào em quay rồi cho các anh xem. Đó, nha. Bên trên nè, ngọn sắn này các anh xem. Ngọn sắn quá tuyệt vời luôn. Có định vị khoen ở đây nè. Đó, định vị khoen đây nè ha. Phôi quá tuyệt vời. Này bán giá phôi thôi nha các anh nha. Có xước nhẹ nhẹ lông mèo ở đây. Nhưng mà không sao. Đó, nó do nó chống cần. Đây là nguyên bản cái semi của nó. File Shimano đó, file cát. Da rất là thẳng và cứng cáp luôn các anh ạ. So với những cây cần bình thường nó cứng hơn luôn. Rồi, ngọn 2.6 trọng lượng 433g. Em đề giá các anh 2.850.000. Mã B25 2850.000. Rồi sang cần 3 khúc nha. Rồi đây em mời các anh xem một cây 3 khúc. Cây 3 khúc này là dòng 3 khúc Hàn Quốc nha. Cây này chuyên cho các anh đánh bạc bại, câu lục nha, câu lục xa bờ được các anh. Cây này độ cứng là 33 nha. Em không dám cho độ cứng 35 đâu, em cứ báo 33 thôi ha, tầm 33 cho mình. Và độ này cao, có thể đánh xa bờ được, đánh nước sâu được nha. Cái này dài là 4m25, độ cứng BX ạ. Một cây tuna mình Kisu này nó in ở đây ha, nó chỉ in như chữ như vậy. Và dàn khoen của nó rất là đẹp nha. Khoen này khoen Fuji Shiko, Fuji loại xứ xích và màu xám khói nha. Màu rất là đẹp. Nè, alo đầu khoen D3 nè. Đấy, to đẹp luôn ha. Thì cái này thì em sẽ đóng ống nước đầy đủ cho các anh. Càng nào em cũng đóng ống nước thôi ha. Bởi vì khoen này nó cũng khá là vừa. Và lớn luôn, đầu lớn tất cả ok hết, có thể qua khóa linh đồ các kiểu luôn. Bát của nó là bát gặp Fuji nha, và nó cách dưới gốc là hiện tại là 35. Anh nào muốn nâng hạ theo ý muốn của các anh thì các anh cứ báo em nha. Nhưng mà phải cọc giúp em 30% em mới hạ nha. Đó, càng rất là đẹp nha. Khoen Fuji loại xứ xích, màu xám khói. Phôi carbon xoắn, lò xo, toàn thân. Cái này ngọn là 4.1 ly, đường kính gốc là 28.6, trọng lượng là 553g ha. Ok, giá bán 1.850.000 cộng ship. Mã số B26, 1.850 cộng ship. Chuyển khoản hết mới bao ship nha. Và rồi em xin kết thúc video tại đây. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem mấy video của em. Chúc anh một ngày đi câu vui vẻ và may mắn nha. Anh nào có đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo, số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình. Số của em là 0356776692. Nhớ ủng hộ giúp em lượt like, lượt chia sẻ kênh nha. Anh nào chưa bấm đăng ký và bấm thông báo để đón video mới tiếp theo em sẽ ra. Mỗi ngày thì em đa phần đều là lên buổi trưa với buổi tối nữa. Các anh cứ tham khảo dài dài ha. Xin chào tạm biệt.